Chào mừng bạn quay trở lại kênh Ngẫm Podcast. Bạn thân mến, điều gì khiến bạn luôn trì hoãn và lười biếng? Khi chúng ta phải tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, cơ thể bạn trở nên nặng nề và trì trệ. Khi bạn ăn quá no, bạn dường như không muốn vận động. Tương tự, khi bạn suy nghĩ quá nhiều, bạn đang nằm trên giường. Nếu bạn chìm đắm trong mọi suy nghĩ, bạn sẽ thấy mình không muốn rời khỏi chiếc giường đó khi những ý nghĩ tuôn chảy liên tục một cách vô thức và không có chủ đích. Bạn có dấu hiệu muốn tránh xa các hoạt động thể chất, và khi nó vượt quá giới hạn, bạn sẽ hoàn toàn bị chiếm hữu bởi những ý nghĩ của mình. Khi đó, cơ thể bạn sẽ không theo sự điều khiển của bạn. Có những thuật ngữ chuyên ngành nói về những vấn đề này như bệnh suy nghĩ nhiều, rối loạn lo âu hay trầm cảm. Bởi vậy, điều quan trọng là cần có giới hạn trong việc tiêu thụ thực phẩm, cũng như trong việc dung nạp thức ăn cho tâm trí kiểm soát những suy nghĩ một cách có ý thức. Nếu không, cái giá mà chúng ta phải trả là vô cùng lớn. Vậy, làm sao để kiểm soát tâm trí mình khỏi những suy nghĩ quá nhiều? Làm sao để buông bỏ những ý nghĩ bám chấp của mình? Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện Phật giáo vô cùng đơn giản, nhưng nó sẽ khiến bạn phải suy ngẫm rất nhiều. Hãy xem đến cuối video, bạn sẽ học được nghệ thuật buông bỏ những bám chấp và suy nghĩ của mình. Ngày xưa, có hai nhà sư đang đi qua một khu rừng để đi tới nhận chức ở ngôi chùa mới. Hai người họ gồm một thiền sư và vị đệ tử trẻ tuổi của ông ấy. Cả hai người đều bước đi trong im lặng, chánh niệm và thanh thản. Khi đi đến một con sông nhỏ, họ phải băng qua nó. Hai thiền sư nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như không ai chèo thuyền ở nơi đây. Để tiếp tục cuộc hành trình, có lẽ họ cần phải lội qua sông. Khi họ bước xuống, thì bỗng có một cô gái trẻ chạy tới. Cô ấy nhờ hai thiền sư cho qua sông cùng. Cô gái nói rằng, tôi không biết bơi, mà dòng sông này lại chảy xiết. Tôi đang phải qua sông để về nhà. Mẹ tôi đang bị ốm nặng, tôi không thể chậm trễ hơn. Đứng trước cô gái, hai thiền sư trở nên lúng túng. Quy tắc của những người tu hành là không được chạm vào phụ nữ. Nếu họ bế cô ấy, họ sẽ vi phạm luật. Sau một hồi suy nghĩ, rồi không nói một lời, nhà sư lớn tuổi đã đi trước. Ông ấy đã đồng ý, cởi quần áo của cô gái và qua sông. Sau đó, đệ tử trẻ của ông ta cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Anh ta dường như đã mất tập trung và lội qua sông phía sau, cùng với thiền sư. Sau khi qua tới bờ sông bên kia, vị thiền sư đã để cô gái xuống, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Người phụ nữ cảm ơn thiền sư, sau đó rời đi. Hai thiền sư tiếp tục bước đi trong im lặng. Một đoạn đường ngắn sau, người đệ tử trẻ không ngừng suy nghĩ về việc tại sao thiền sư của mình lại cõng một cô gái. Điều đó là trái quy tắc. Một lát sau, vị thiền sư trẻ đã không kiềm chế được những ý nghĩ của anh ấy. Anh ta lên tiếng hỏi thiền sư, thưa thiền sư, tại sao người lại đồng ý cởi quần áo của cô gái qua sông? Còn như vậy là vi phạm luật. Người thiền sư lớn tuổi dừng bước, ông quay sang đệ tử của mình và nói, ta đã thả cô gái đó xuống bờ sông từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ như con vẫn còn cô ấy đến tận bây giờ. Người đệ tử giật mình, nhận ra mình mới là người vi phạm quy tắc. Vị thiền sư tuy đã bế cô gái, nhưng ông ta không có chấp niệm về điều đó. Còn người đệ tử lại chấp niệm ý nghĩ xấu đó và mang theo trong đầu suốt hành trình. Bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta muốn có động lực thay đổi cuộc sống, nhưng điều gì luôn kéo chúng ta lại, khiến bạn không dám buông bỏ. Chúng ta cảm thấy buồn về những điều đã xảy ra trong quá khứ, những cảm giác tội lỗi, hối hận, tức giận, sự thất vọng, hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Tất cả điều đó chúng ta mang theo như những cây hoa hồng có gai, chúng ta tự làm tổn thương tâm trí mình. Nhưng chúng ta quên rằng chúng ta không thể thay đổi quá khứ, dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu ở hiện tại. Những suy nghĩ đó trong tâm trí chúng ta sẽ chỉ khiến chúng ta đau khổ. Bởi vậy, hãy buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong quá khứ của bạn, giống như vị thiền sư trong câu chuyện trên đã cởi quần áo của cô gái qua sông, rồi bỏ lại cô gái đó lại. Ông ta đã thực hiện việc này để bỏ mọi gánh nặng tình cảm và hiện diện trọn vẹn với hiện tại và giây phút tiếp theo. Tương tự, chúng ta cũng có thể chữa khỏi đau khổ của mình một cách dễ dàng bằng cách chọn buông bỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ và tập trung vào thời điểm hiện tại. Video này tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn. Ngẫm Podcast biết ơn bạn. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.